Sau khi đề nghị tịch thu mặt hàng sữa ensua nhập khẩu có dòng chữ Not to be in Vietnam or Mexico, nghĩa là không bán ở Việt Nam hoặc Mexico, vi phạm, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất đưa mặt hàng này vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Như vậy là theo công văn 2140 ra ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc xử lý đối với lô hàng thực phẩm Ensure nhập khẩu, trong đó chỉ đạo các cơ quan kiểm tra chuyên ngành không xác nhận cho các lô hàng sữa Ensure trên nhãn có ghi dòng chữ Not to be sold in Vietnam or Mexico vì nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm khi sản phẩm lưu thông tại Việt Nam. Như vậy là khi phát hiện lô hàng này nhập khẩu, cơ quan hải quan như tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ cơ sở pháp lý để xác định lô hàng này không đủ điều kiện nhập khẩu vì cơ quan kiểm tra chuyên ngành không xác nhận chất lượng, không ra thông báo kết luận lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu.